mục cuộc sống lên phía bên trái. Hở ra đan hai tay vào phía sau gáy thẳng cuối phía bên trái. Từ từ vươn dài người về phía trước, hạ cửu tay bên phải ra sát má ngoài của chân bên trái, hoặc cài xuống đầu gối tùy theo khả năng của mình và cảm nhận sự căng giãn ở má ngoài của chân phải. Bên phải thôi. Cài tay trái cho bên phải. Chúng ta cảm nhận bấm mũi bàn chân phía sau sàn để cho nó chắc đi. Cảm nhận cái sự căng giãn ở má ngoài của chân bên phải của mình. Từ kinh thần kinh, kinh bàng quang, thần kinh tọa. Hít vào bình phong của mình. Thở ra thở hết đẩy chúng ta hóc thật chặt. Vào bình căng của mình, thở sâu đẩy hết ra thắt thật chặt, hít vào bình căng của mình, thở ra thở hết đẩy ra thắt thật chặt, rồi nâng người lên. Tay vươn cao lên, hít sâu, kéo giãn toàn bộ cột sống lên phía bên trên. Thở ra hạ thử tay bên trái xuống sàn, trượt dài chân bên trái về phía sau, tay bên trái nắm cổ chân bên thẳng, tay phải vươn cao ngả sâu về phía sau, rút vai bên trái lên không chỉ vai.